Rồi, xin phép anh chị thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi làm việc hôm nay. Trong cái buổi hôm nay thì theo cái lịch trình thì hôm nay tôi sẽ đọc phân tích các cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính về vấn đề liên quan đến quyết toán. Thế tuy nhiên rằng là trong tối ngày hôm qua thì chúng ta có cập nhật cái phần mềm hỗ trợ kê khai để thực hiện cho cái kỳ kê khai của tháng 7 năm 2024. Thì cái nội dung này nó có một cái điểm mới. Tờ khai này thì nó đang thực hiện theo cái nghị định số 72 năm 2014 và cái nghị quyết số 142 của Quốc hội về vấn đề liên quan đến giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Trong cái phần này thì nó sẽ có một cái điểm khá là đặc biệt ở trên cái tờ khai này. Chính vì lý do đó mà hôm nay tôi sẽ dành cái thời gian này để cùng chia sẻ với anh chị trước. Trong cái nội dung này thì về cái quy định, cái căn cứ pháp lý ấy, thì chúng ta lưu ý là nó có cái nghị quyết số 142 năm 2024, Quốc hội khóa 15 được ban hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội. Đấy, và sau đó thì sẽ có một cái nghị định số 72 năm 2024 đấy, được ban hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 về cái việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Thế thì cái vấn đề mà khi mà chúng ta thực hiện về cái chuyện giảm thuế giá trị gia tăng 2% thì nó cũng giống như các cái kỳ trước. Tuy nhiên rằng ở trong cái nghị định này thì nó có cái phụ lục 04 ban hành kèm theo cái nghị định số 72 hướng dẫn về kê khai giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì trong đó cái việc kê khai này nó có cả cái đầu vào lẫn đầu ra thể hiện ở trên cái phụ lục này. Thế thì trong cái phần này thì vì nó có cái tính mới như vậy và cái việc kê khai nó cũng tương đối là có cái điểm mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có những cái điểm khó nhất định. Thế cho nên nó là gì, những anh chị mà kê khai thì kê khai thuế là tháng 7, thời điểm này chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa. Đó, cái phần mềm được cập nhật vào chiều hôm qua. Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta cần phải tách như thế nào, chúng ta kê khai như thế nào, đấy, thì một lát nữa thì tôi sẽ cùng với anh chị chúng ta cùng phân tích. Ở trong cái nội dung đó thì để mà thực hiện ấy thì do cái vấn đề là chúng ta cần phải có một cái bảng kê mua vào và một cái bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, mà trong đó chúng ta phải tách được kể cả cái bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, chúng ta phải tách được chi tiết từng mặt hàng về cái thuế suất được 8%. Đấy, và tương ứng như vậy đối với cái hàng hóa dịch vụ bán ra, chúng ta cũng phải tính được chi tiết cái hàng hóa dịch vụ bán ra của cái thuế suất là 8%. Thế chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta thực hiện, cái điểm khó nó nằm ở cái chỗ đó là gì, chúng ta cần phải có bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chi tiết đến từng mặt hàng để tách được hàng hóa dịch vụ mua vào mà chúng ta được giảm từ 10% xuống 8%. Và tương tự như vậy đối với bán ra. Chính vì lý do đó mà khi mà đối với các doanh nghiệp mà có các hoạt động này rất nhiều thì chúng ta đi lập cái bảng kê này rất là vất vả. Đấy, thế thì trong cái vấn đề này thì cái việc để mà chúng ta thực hiện, một là anh chị phải làm thủ công để anh chị tách được ra cái bảng đó. Hai là anh chị làm ở trên chương trình phần mềm. Thì anh chị tải cái đấy vào trong hệ thống phần mềm. Anh chị đẩy import thì nó sẽ import được cho chúng ta chi tiết đến từng mặt hàng mua vào của chúng ta, thuế suất của nó là bao nhiêu. Đấy, đối với từng cái mặt hàng bán ra để từ đó chúng ta lập cái tờ khai. Nguyên tắc để chúng ta thực hiện lập tờ khai thì không có khó. Chúng ta vào chúng ta cập nhật chúng ta sẽ biết. Nhưng mà khi mà cơ sở dữ liệu để chúng ta thực hiện thì nó khá là khó. Thế một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn anh chị về cái thao tác để chúng ta thực hiện ở trên HTML, anh chị có thể import vào để chúng ta có được các cái bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, nó tách chi tiết đến từng mặt hàng, thuế suất. Và có một cái điểm nữa là khi anh chị thực hiện thì nó sẽ có cái vấn đề đó là gì, cái phần mềm hỗ trợ kê khai ACMEN tích hợp hỗ trợ kê khai, mà cái phần mềm hỗ trợ kê khai để chúng ta thực hiện được cái kỳ kê khai tháng 7 năm 2024 có nghĩa là mới được cập nhật vào ngày hôm qua, thì chúng ta là phiên bản hỗ trợ kê khai 5.2.2 đấy, và nó đã cập nhật kèm theo cái phụ lục 04 của cái nghị định 72 năm 2024 về cái việc để mà khi mà chúng ta thực hiện kê khai trong trường hợp được giảm thuế. Thì lần này
Lần trước là chúng ta chỉ cần kê khai chi tiết các cái hàng hóa dịch vụ bán ra, nó có cái thuế giảm từ 10 xuống 8. Nhưng mà nay thì chúng ta cần phải kê cả đầu vào, chúng ta phải tách cả đầu vào mà chi tiết đến từng mặt hàng. Điểm khó nó ở chỗ đó, làm thế nào để chúng ta phải kê được chi tiết vấn đề đó. Nếu không thì chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ thực hiện, nó sẽ khá là khó. Cái nội dung thứ hai đó là cái phần mềm Ximen thì chúng tôi cũng vừa được tích hợp xong vào đêm hôm qua. Ximen 9.1 được tích hợp vào cái phiên bản hỗ trợ kê khai 5.2.2 để kê khai được cái thuế giá trị gia tăng. Nó theo cái phụ lục 04 của nghị định 72 và nghị quyết số 124. Thế và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị để chúng ta kết xuất và thực hiện được cái tờ khai giá trị gia tăng. Đó là cái nội dung của buổi ngày hôm nay, tôi cùng với anh chị để chúng ta thực hiện. Trong cái việc này thì cái nội dung đầu tiên, làm thế nào để chúng ta có được cái bảng kê? Ở đây thì tôi xin phân tích về cái nghị định số 72/2024. Đúng không ạ? Các cái nội dung thì giống như cả các cái lần trước khi mà chúng ta được giảm thuế, anh chị có thể tra cứu. Tuy nhiên rằng tôi muốn phân tích với anh chị ở trong cái phụ lục này. Trong cái phụ lục số 04 này, kèm theo cái nghị định số 72 năm 2024 này, về việc kê khai giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 42 năm 2024 của Quốc hội khóa 15. Thì trong cái phần này, đây điểm mới của nó ở đây, là chúng ta cần phải có cái bảng này trong cái phần kê khai. Ngoài cái tờ khai giá trị gia tăng thì chúng ta cần phải có cái phụ lục này. Đó. Thì trong cái phụ lục này thì anh chị thấy này, hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 8%, áp dụng cho người nộp thuế kê khai theo phương pháp khấu trừ. Vậy ở trên cái phụ lục này nó khác với cái phần mà kê khai của trước của chúng ta, đó là bắt buộc mua vào anh chị cần phải tách. Và cái này thì nó phải tách chi tiết, không phải theo từng hóa đơn nữa mà nó phải chi tiết theo từng mặt hàng. Khi mà anh chị làm thủ công cái đoạn này sẽ rất vất vả này. Tên hàng hóa này, giá trị hàng hóa mua vào chưa có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ. Để chúng ta từ đây chúng ta kê tất cả các cái chi tiết của từng mặt hàng vào cái phụ lục này. Nếu khi anh chị làm trên hỗ trợ kê khai thì anh chị sẽ phải làm thủ công cái đoạn này. Thế còn nếu không thì anh chị phải sử dụng cái phần mềm phải được tích hợp để nó đẩy trực tiếp từ bên phần mềm kế toán sang cái hỗ trợ kê khai nhá. Thì đây tôi đang phân tích anh chị về văn bản, sau đó chúng ta sẽ vào hỗ trợ kê khai. Tiếp theo cái thứ hai đó là hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ nhá, thì nó có tên hàng hóa này, đây nó có tên hàng hóa này, hàng hóa dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng, cái doanh thu mà hàng hóa dịch vụ chịu thuế chúng ta kể vào đây. Xong đó thì thuế suất tính theo thuế giá trị gia tăng theo quy định, rồi là thuế suất tỷ lệ chênh lệch, thì cái này nó sẽ bằng nhân với 80% là cái này 10% này, và nó ra cái thuế giá trị gia tăng. Thì cái phần hai la mã này nó không có gì xa lạ cả. Thế và căn cứ vào cái phần 1 đó là hàng hóa mua vào được giảm từ 10 xuống 8 và hàng hóa dịch vụ bán ra được giảm từ 7 xuống 8, thì nó có cái mục ba la mã này tính là chênh lệch thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào trong kỳ được áp dụng mức thuế suất là 8%, thì cái mục 9 này nó sẽ bằng 8 trừ đi 6. Đấy, 8 là cái phần này, tổng thuế giá trị gia tăng 8% bán ra và trừ đi cái tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào 8% này. Thực ra thì cái vấn đề này trong văn bản này, bản chất là cơ quan quản lý muốn kiểm soát được giữa cái việc mà khi mà doanh nghiệp xuất hóa đơn đầu ra giữa 8% và tương ứng cái mặt hàng đầu vào của chúng ta như vậy, để nhằm tránh những các cái vấn đề nhầm lẫn sai sót trong vấn đề được áp dụng về giảm thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì bản chất nó sẽ nằm xoay quanh ở vấn đề đó thôi. Thì đấy là chúng ta trao đổi với nhau là về căn cứ pháp lý. Thế và từ cái nội dung này thì trên hệ thống phần mềm hỗ trợ kê khai, đây ạ, anh chị vào phần mềm hỗ trợ kê khai,
thì trên cái phần tờ khai thì không có vấn đề gì, đúng không ạ? Tờ khai của tháng 7 không có vấn đề gì, anh chị cứ thực hiện kê khai bình thường giúp tôi các chỉ tiêu. Thế tuy nhiên rằng là gì, lập tức lúc này anh chị sẽ cần phải kê giúp cho tôi cái phụ lục này chi tiết theo từng các hàng hóa của chúng ta, nó là hàng hóa gì, và chỉ kê các cái hàng hóa mà được giảm từ 10 xuống 8% ở đây thôi. Khi anh chị làm thực hiện thủ công là anh chị cần phải kê chi tiết vào vấn đề này. Tương ứng như vậy, hàng dịch vụ bán ra của anh chị cũng vậy. Để từ đó xác định được là chênh lệch thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào trong kỳ khi được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%. Đấy, ra con số này, tổng này, trừ đi thằng này. Đấy, thì đây là một cái điểm mới mà chúng ta thực hiện kỳ kê khai bắt đầu từ tháng 7 cho đến hết tháng 12 theo cái nghị định này. Đó, theo cái nghị định, theo cái nghị quyết 42, nghị định số 72 và nghị quyết số 142 để chúng ta thực hiện về vấn đề giảm trừ thuế. Đấy, thì cái điểm này là cái điểm mà chúng ta thực hiện. Thế vậy thì nếu như anh chị mà có ít mặt hàng hơn, có vài cái hóa đơn hoặc là có vài cái mặt hàng thì cái chuyện này chúng ta không cần phải bàn tính. Nhưng nếu như anh chị kê vào hàng trăm cái mặt hàng, hàng trăm cái hóa đơn, hàng nghìn cái mặt hàng mà khi anh chị cần phải kê cái này thì đây là một câu chuyện rất là kinh điển. Làm nào để chúng ta đi kê được hết cái vấn đề này, chúng ta phải nhập chi tiết của từng các cái mặt hàng, từng cái hóa đơn. Thế và có thể có một cái mặt hàng chúng ta lại phải kê rất là nhiều lần, đó là có cái gì, là có một mặt hàng chúng ta mua nhiều lần của nhiều cái hóa đơn. Mà khi chúng ta kê vào đây, chúng ta lại cần phải thống kê chi tiết cộng của các cái hóa đơn đấy lại để xem tổng cái giá trị nó là bao nhiêu và thuế nó là bao nhiêu. Đấy, thì cái bản chất cái này được kê theo mặt hàng mà. Thì đến đây là cái phần việc để mà chúng ta làm được cái phụ lục này là cái vấn đề rất vất vả, rất khó. Thế vì làm thế nào để thực hiện được vấn đề này thì hiện tại ACMN đã cập nhật cho anh chị cái phần mềm để thực hiện cái việc này. Thì bây giờ tôi muốn cùng anh chị để chúng ta xem cái vấn đề này sẽ thực hiện như thế nào. Ở trong phần mềm kế toán của ACMN này ạ, thì anh chị hoàn toàn có thể thao tác để mà tích hợp cái tờ khai, nó đẩy cái số liệu từ ở trên ACMN, toàn bộ dữ liệu đã được nhập liệu ở trong ACMN, nó đẩy sang hỗ trợ kê khai, toàn bộ cái việc mà nó đẩy sang hỗ trợ kê khai. Thế nhưng mà nó có một cái điểm, đó là gì? Do cái việc mà cái bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra của chúng ta, xưa kia của chúng ta nhập thì nhập chi tiết trên tổng hóa đơn thôi, mà không nhập chi tiết đến chi tiết của từng mặt hàng. Đây là điểm khác. Đây nha, thì cái phần tích hợp này là nó đẩy dữ liệu từ ở bên ACMN sang hỗ trợ kê khai một cách tự động. Thì anh chị chỉ cần bấm vào xuất báo cáo, dữ liệu nó tự động nó chạy từ ở bên phần mềm của ACMN sang bên hỗ trợ kê khai để anh chị có được cái số liệu này. Đấy. Thế thì nó có một cái điểm, đó là gì? Theo như cái nội dung mà chúng ta nhập liệu thì chúng ta có được bảng kê mua vào bán ra. Bán ra thì tôi không nói, nhưng tôi đang nói về vấn đề liên quan mua vào. Thì trong cái phần mua vào của chúng ta trước kia là anh chị chỉ có số liệu là theo từng hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào của từng hóa đơn. Đó. Có doanh số trước thuế, thuế suất, và nó ra cho chúng ta được theo từng hóa đơn. Thế nhưng mà nay nó lại còn có một cái điểm nữa, đó là nó theo từng hóa đơn chưa đủ mà nó còn phải theo chi tiết theo từng mặt hàng thì nó mới lôi được cái thuế ra. Đấy, thì cái này chúng tôi cũng mới được cập nhật và hoàn thành cho anh chị cả cái phần import số liệu từ trên hóa đơn điện tử vào.
để ra cho chúng ta được bảng kê chi tiết theo từng hàng hóa, và từ cái bảng kê chi tiết hàng hóa đấy nó tích hợp sang hỗ trợ kê khai. Đấy, thì anh chị có thể vào đây anh chị xem này. Đó. Thì trên cái này bắt đầu là gì? Nó sẽ lấy từ một cái hóa đơn. Lấy có thể anh chị là gì? Xem là từ một cái hóa đơn nó chi tiết nhiều các cái mặt hàng. Thì trong các cái mặt hàng này nó sẽ có chi tiết đơn giá, số lượng, thành tiền, thuế suất và ra được tổng tiền thuế. Thì từ các cái nội dung như thế này thì lập tức nó mới có thể sang cho chúng ta được ở bên cái phụ lục. Cái phụ lục ở bên cái phần hỗ trợ kê khai. Để khi chúng ta thực hiện về vấn đề liên quan đến kê khai thuế này. Cái phụ lục theo cái nghị quyết 142. Đấy, thì nó mới ra được chi tiết các mặt hàng này. Thì ở trên chương trình phần mềm, để làm được cái vấn đề này thì trong kế toán anh chị cần phải thực hiện cái việc mà anh chị import số liệu. Đấy, cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thực hiện vào cái việc mà tải cái hóa đơn điện tử. Đấy, anh chị có thể sẽ thực hiện vào tải cái hóa đơn từ trên hệ thống. Cái việc này nó có nghĩa là nó sẽ tự động tải cái hóa đơn trên hệ thống điện tử này. Đây ạ. Đấy. Thì toàn bộ cái hóa đơn điện tử của anh chị, hàng hóa dịch vụ mua vào ở trên hệ thống hóa đơn điện tử của chúng ta, nó có thể lấy cho anh chị từ đầu tháng đến cuối tháng. Thế và sau đó trong chương trình phần mềm nó được tự động nó tải về trên ACMan. Đấy, anh chị chỉ cần chọn thôi thì nó sẽ tự động tải về. Thì đây tôi đã tải về ở đây rồi. Đấy, thì toàn bộ hóa đơn mua vào, tôi chỉ lấy ví dụ như thế này thôi. Chúng ta chọn cái tháng mà chúng ta vừa tải xong. Thế và chúng ta thực hiện về cái việc import toàn bộ cái hóa đơn đấy về. Đúng không? Thế thì anh chị có thể đợi một chút, thì tôi thực hiện tải luôn để anh chị có thể nhìn thấy. Tại vì nếu mà tải thì nó hơi mất thời gian một tí. Cũng rất may là hiện tại chúng ta đã có được cái tính năng để thực hiện tự động tải được cái hóa đơn điện tử về, sau đó chúng ta thực hiện import vào. Thế thì tất cả những cái công việc này của chúng ta nó không còn phải làm thủ công nữa. Chứ còn nếu không mà bây giờ chúng ta lại đi nhập chi tiết thì bây giờ nó sẽ ra được một cái đoạn mà tôi cũng thấy là gì. Nếu như mà chúng ta đi lập một cái bảng kê, đó, kê chi tiết từng hóa đơn, từng mặt hàng, xong chúng ta lại phải cộng cái mặt hàng đấy vào. Thì bây giờ chúng ta ra được cái bảng kê đấy là một cái vấn đề rất vất vả. Để sau đó thì từ đấy để chúng ta lại còn phải đẩy ngược trở lại vào trong cái phần hỗ trợ kê khai. Những cái doanh nghiệp nào tôi nói là nếu như anh chị mà thực hiện mà nó lượng hóa đơn chứng từ nó ít ấy, thì tôi không nói. Nhưng mà nếu như anh chị nào lượng hóa đơn nhiều, xong rồi trên có rất nhiều mặt hàng trong một cái hóa đơn, thế xong trong một cái hóa đơn nó còn nhiều thuế suất khác nhau, thì những cái thứ này để mà khi mà chúng ta làm cái phụ lục mà cho hỗ trợ kê khai này thì nó là một cái điều rất vất vả. Đấy. Thì cái thao tác để mà chúng ta đang tải cái hóa đơn này thì anh chị hoàn toàn có thể tải một cách tự động. Chương trình phần mềm nó sẽ tự động nó load cái số liệu về cho anh chị. Hơi mất thời gian một tí, anh chị chờ được trong giây lát, tại vì tôi đang làm trực tiếp. Sau khi mà chúng ta tải xong được toàn bộ cái hóa đơn này, cái công việc kế toán ấy
cũng phải nói thật là cái việc nhập liệu của kế toán nó đã thay đổi một cách hoàn toàn rồi. Chủ yếu bây giờ là chúng ta phải tải dữ liệu hệ thống hóa đơn điện tử và tải sao kê ngân hàng về cái máy tính của chúng ta, và sau đó chúng ta thực hiện import cái số liệu vào. Cho nên cái thời gian để thực tế trong quá trình khi chúng ta nhập liệu nó không còn nhiều nữa. Chủ yếu là anh chị phải xử lý các nhiệm vụ khác mang tính chất phân tích nhiều hơn. Cho nên những cái tính năng này là những cái tính năng rất quan trọng, bắt buộc anh chị cần phải phải nắm được. Mà trong doanh nghiệp cũng bắt buộc phải dùng cái này. Nó có hai cái lý do để dùng. Cái thứ nhất là nó tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian. Nó không còn mất cái thời gian cả tháng, bây giờ chúng ta làm kế toán còn bao nhiêu nữa đâu. Đấy, anh chị bấm cái anh chị có thể làm việc khác nhá. Như này anh chị làm việc khác, khi nó tải xong cái anh chị đẩy phát import toàn bộ cái số liệu đấy vào trong cái dữ liệu kế toán. Nó không còn cọc cạch để nhập nữa. Cái điều thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thì từ đó liên quan đến tiết kiệm chi phí. Cái điều thứ hai đó là cái sự chính xác, nó kiểm soát luôn toàn bộ các cái hóa đơn, các cái giao dịch của chúng ta, chứ nó không còn cái chuyện khi chúng ta nhập can thiệp con người vào thì nó có bị sót. Còn hệ thống máy nó sẽ tự động nó quét như thế này, thì nó sẽ tránh cho anh chị cái rất lớn, đó là nó sẽ không còn những cái sai sót cho anh chị nữa. Toàn bộ hóa đơn của anh chị nó đã được tải về nhá. Thì bây giờ tôi quay lại, tôi vào cái chương trình để tôi có thể thực hiện. Toàn bộ hóa đơn mua vào, trong cái chương trình phần mềm đấy, thì bây giờ nó có bao nhiêu cái hóa đơn ở trên hệ thống hóa đơn điện tử nó đẩy về cho anh chị ở đây hết toàn bộ. Thế và sau đó thì anh chị thực hiện cho tôi những nghiệp vụ liên quan đến định khoản. Đấy, định khoản thì đây, hóa đơn này, phân loại hóa đơn có mã này, toàn bộ tất cả các cái hóa đơn này của anh chị sẽ đẩy về. Anh chị có thể thực hiện cái việc import đẩy toàn bộ cái hóa đơn này sang về hệ thống kế toán, và sau đó thì nó tự động import vào và nó chi tiết cho anh chị theo từng mặt hàng. Thì cái công đoạn này khi anh chị thực hiện xong, đây anh chị vào đây anh chị thiết lập định khoản này, cho vào tài khoản nào này, các cái nào hàng hóa thì chị cho vào hàng hóa này, cái nào chi phí anh chị cho vào chi phí, anh chị thực hiện thiết lập cái định khoản đây, cái nó đẩy toàn bộ nghiệp vụ sang nhá. Thì còn chi tiết thì anh chị hỏi cái anh chị em ở bên ACBank, người ta sẽ hỗ trợ khi anh chị thực hiện vấn đề này. Thế thì đấy là cái nội dung mà tôi muốn trao đổi với anh chị, là cái việc để mà khi mà chúng ta thực hiện như vậy, và sau khi mà đẩy sang cái hỗ trợ kê khai này rồi, anh chị có số liệu này rồi, thì anh chị kết xuất sang cho tôi file bình thường như một cái tờ khai anh chị đang làm hàng tháng hàng quý. Thế thì cái điểm khác biệt chỉ có duy nhất là có cái phụ lục theo cái nghị quyết 142 này, để mà chúng ta làm thế nào để làm ra được cái tờ đấy. Mà làm cái tờ đấy thì đối với các cái doanh nghiệp mà đầu vào rất nhiều các cái mặt hàng đấy, thì ngày hôm qua tầm chiều tối hôm qua đã có rất nhiều anh chị ở khách hàng của ACMEN cần phải lập tờ khai của tháng 7. Thì lưu ý là tháng 7 mà nếu anh chị nào đã nộp rồi đấy, trước cái ngày 16 tháng 8 mà anh chị đã thực hiện nộp lên hệ thống thuế rồi, thì anh chị không cần phải làm lại nữa. Thế còn những anh chị nào mà chưa nộp mà sau cái ngày 18 à ngày 16 tháng 8 thì anh chị cần phải thực hiện lại. Thì đấy là cái nội dung mà tôi muốn cập nhật cho anh chị trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy, thì không biết là tôi chuyển sang cái nội dung thứ hai là anh chị có cái câu hỏi gì thì tôi xin được giải đáp trong cái phần này. Anh chị nào mà có câu hỏi hoặc mà cần hỏi gì thì tôi xin được giải đáp ạ.
trong quá trình khi mà chúng tôi thực hiện cái vấn đề này, thực ra thì văn bản nó cũng có từ ngày 30 tháng 6. Ngày 30 tháng 6 áp dụng ngày mùng 1 tháng 7 luôn. Thế và đến ngày hôm qua thì chính thức đã có phần mềm hỗ trợ kê khai và ACMEN cũng đã cập nhật kịp thời. Kể từ khi mà chúng tôi nhận được cái phần hỗ trợ kê khai này xong thì chúng tôi cũng tập trung vào làm việc mà để đã hoàn thành được luôn trong đêm ngày hôm qua. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.